Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về khai triển mở ngoặc AX cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc CX cộng D đóng ngoặc. Ta sẽ tiến hành khai triển mở ngoặc AX cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc CX cộng D đóng ngoặc. Phép tính thực hiện như bên phải màn hình. Phép tính này được gọi là công thức khai triển. Sau đây, hãy cùng luyện tập. Em hãy ấn nút tạm dừng để giải bài tập. Sau khi giải xong, hãy bấm nút tiếp tục và tích vào dấu tròn. Nào, hãy cùng so sánh kết quả nào. Kết quả của câu 1 là 12x bình phương cộng 28x cộng 15. Đáp án của câu 2 là 2x bình phương cộng mở ngoặc 6 trừ y đóng ngoặc nhân x trừ 3 y bình phương. Em có trả lời đúng cả hai câu không? Cuối cùng là phần ôn tập nội dung đã học của buổi này. Chúng ta khai triển mở ngoặc AX cộng B đóng ngoặc nhân mở ngoặc CX cộng D đóng ngoặc. Ta thực hiện phép tính như bên phải. Phép tính này được gọi là công thức khai triển. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.